Tiếp nối chương trình những vấn đề quanh tay hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài thời sự có tự đề Vụ án cục lãnh sự, lời kể và bằng chứng của người về Việt Nam phải mua vé, giải cứu, giá cao của đài BBC đăng tải vào ngày 7 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Lời kể và bằng chứng của người về Việt Nam phải mua vé, giải cứu, giá cao Sau vụ bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, cục trưởng lãnh sự cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Nhiều người đã lên tiếng về việc mình bị ép mua vé giá cao trong thời gian đại dịch. Thông tin ban đầu vào ngày 8 tháng 1 nói, đây vụ án Cục lãnh sự liên quan tố cáo nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Tuy nhiên, một số người phản ánh với BBC News tiếng Việt rằng, ngay từ đầu dịch, những chuyến bay hồi hương đã có những tình trạng phải mua sức, những chuyến charter thuê bao phi cơ thì đã bị hét giá cao. Đối với các chuyến bay hồi hương giải cứu, người dân phải thuộc diện ưu tiên cho các trang đại sứ quán Việt Nam liệt kê là khoảng 3 nhóm đối tượng và những người đủ tiêu chuẩn để lên các chuyến bay này thường là do nhân viên đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài lập danh sách từ những đơn tuyệt vọng nguyện vọng. Trả lời BBC News tiếng Việt, ông Hoàng Hùng, một trong những quản trị viên của trang tôi và sứ quán trang web, thường ghi nhận các phản ánh về khúc mắc tiêu cực liên quan đến hoạt động lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cho biết trong hai năm đại dịch vừa qua diễn đàn chúng tôi nhận được các lời than phiền về việc các cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài gây khó khăn cho người dân cụ thể như việc làm thu hạch sách giấy tờ tạo ra các thủ tục để gây khó khăn cho người dân thế nhưng cái mà gây nhức nhối nhất là những lời kêu cứu của những người việt đi lao động đi du lịch đi học trên khắp thế giới không thể đăng ký mua vé trên các chuyến bay do nhà nước việt nam tổ chức khi viết đơn lên các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước đó không được xét duyệt để trở về nước. Bản thân tôi ngay từ tháng 4 năm 2020 đã có kiến nghị với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước về việc tổ chức các hỗ trợ với người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh. Thế nhưng, rất tiếc là kiến nghị đề nghị của tôi không được lắng nghe. Ông Hùng bọc bạch. Chuyện mua suốt trên các chuyến hồi hương, bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng lãnh sự cùng ba cán bộ tại Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước là liên quan đến những chuyến bay charter trong thời điểm dịch bệnh. Tuy nhiên, khi trước đó, có các chuyến bay charter công dân muốn về nước chỉ có thể đăng ký với đại sứ quán để về trên các chuyến hồi hương. Vì vậy, nhiều người phản ánh có khi họ phải mua vé chợ đen hoặc mua suốt để có thể lên được các chuyến hồi hương ấy. Theo lời kể của một người giấu tên, thời điểm Tết 2021, khi Mỹ đang bùng dịch và nhiều người chết vì cúng tàu, thì những chuyến bay hồi hương từ bờ đông, tiền mua suốt có giá là khoảng 8.000 đô la, từ bờ Tây là khoảng 11.000 đô la. Sau đó, một người phải chi trả thêm khoảng 2.000 đô la nữa. Người này cũng nói các suốt trên chuyến bay hồi hương này không phải người nào cũng là mua suốt mà có thể là thuộc diện xin cho từ quan hệ quen biết. Số còn lại là những người đăng ký nguyện vọng với đại sứ quán và thuộc nhóm đối tượng như nhà nước đề ra nên được lên máy bay. Từ đó người này bình luận, điều này cho thấy có những thời điểm mà xuất bay về nước là an nguy tính mạng thì người ta cũng sẵn sàng chi 10 đến 11 ngàn đô la để mua xuất. Theo luật cơ quan công quyền nên không được thu tiền ngoài ngân sách, cho nên đại sứ quán làm việc thông qua một số công ty mà họ chỉ định, như chẳng ở Mỹ là công ty An Bình. Công ty này sẽ yêu cầu người dân gửi đúng số tiền đại sứ quản yêu cầu khi họ nộp đủ, họ xuất vé cho mình về. Thế nên, đoạn tham nhũng là việc mua suốt để có tiền trong danh sách mà công ty gửi email xác nhận mình có quyền được trả tiền để đi về trên chuyến bay giải cứu. Điều này có nghĩa là ai đi theo diện này sẽ phải trả tiền hai lần, tiền mua suốt để được lên máy bay và từng vé. Người này phân tích, một nhân chứng khác cung cấp các hóa đơn cho BBC News tiếng Việt thì nói rằng vào khoảng một tháng trước khi có chuyến bay charter ở Mỹ cũng bán những chuyến bay giải cứu thông qua dịch vụ. Theo đó, giá vé một chiều từ Mỹ và lại đại sứ quán Việt Nam tại đây thông báo là 2.500 đô la Mỹ. Nhưng mua qua các phòng vé thì 5.000 đô la Mỹ, đăng ký với sứ quán không được mua vé ngoài gấp đôi. Ông Ngọc Sơn, người đã có hơn 17 năm làm việc tại Cộng hòa Sát nói với BBC News tiếng Việt. Anh về nước vào tháng 11 năm 2021, trên chuyến bay giải cứu với giá vé là 2.000 euro, chưa tính tiền cách đi. Tất cả những người ở Cộng hòa Sát muốn về vào thời điểm đó đều phải qua dịch vụ, chứ không đăng ký được với đại sứ quán. Họ bán đầy, quảng cáo đầy và tôi liên hệ vì có nhu cầu về. Nếu so với con số đại sứ quán thông báo thì giá hơn 2.000 euro mà tôi mua lại gấp đôi nhưng vẫn được coi là thuộc dạng rẻ. Vì nhiều người đi cùng chuyển về, cách ly chung với tội nói rằng họ phải mua 2.800 đến 3.000 euro. Tất cả kiều bào châu Âu có thuộc diện ưu tiên hay không? Thì không đăng ký với đại sứ quán được mà đều phải qua các phòng vé dịch vụ này. Ông Sơn mô tả ông được đi cách ly ở trung đoàn 126 tỉnh Nội Yên với giá là 120.000 đồng Việt Nam. Nhưng điều kiện sinh hoạt và ăn ở thì là quá tồi tệ, phòng ốc không được vệ sinh và tiêu chuẩn. Ông Hoàng Hùng, người đang cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra về tình trạng nâng giá vé máy bay nói với BBC. Các chuyến bay hồi hương có mục đích giúp đỡ những người Việt đang gặp khó khăn ở nước ngoài trở về nước. Những người Việt Nam tại nước ngoài có nhu cầu về nước, viết đơn đăng ký lên cơ quan đại diện Việt Nam. Sau đó họ xét duyệt theo các mức ưu tiên. Khi được phía cơ quan đại diện chấp nhận, họ sẽ gửi email và chỉ định ra một phòng vé máy bay để trả tiền. Thế nhưng, phần lớn là không nhận được trả lời của cơ quan đại diện Việt Nam cho phép về nước. Những người có nhu cầu về nước phải thông qua các phòng vé để mua vé về Việt Nam với giá rất cao, thông thường là khoảng 4.000 đô la Mỹ, và có giai đoạn là 8.000 đô la Mỹ cho chuyến bay một chiều từ xét về Việt Nam. Phía các phòng vé cũng lo mỗi khoản giấy tờ, kể cả việc lo chạy giấy trên các cơ quan đại diện tại Việt Nam. Còn cụ thể họ chi trách tiền như thế nào thì tôi không biết. Từ đó ông Hoàng Hùng đặt câu hỏi, nếu không có tham nhũng thì tại sao người dân đăng ký về Việt Nam không được? Thế nhưng nộp tiền cho các phòng vé là họ lại đăng ký được với các cơ quan đại diện Việt Nam. Quản trị viên của trang tôi và sứ quán cũng thông tin thêm, việc bắt giữ bốn đối tượng ở cục lãnh sự là quá chậm, nhưng chậm còn hơn không. Vụ việc đã có dấu hiệu tội phạm rõ ràng được nhiều người nói tới. Các đơn thư, các kiến nghị, đề nghị được gửi cho các cơ quan chức năng trong và ngoài nước nhưng không ai giải quyết. Ngay chỉ đến tận bây giờ, nhiều đơn tố cáo của những nạn nhân trong vụ án cũng không biết qua địa chỉ nào của phía cơ quan điều tra. Nhìn chung, tình trạng thiếu minh bạch trong các hoạt động của cơ quan lãnh sự ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đã có từ lâu. Như lời bình luận của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp trong một bài news đăng trên BBC News tiếng Việt, kèm theo lời kêu gọi cải cách của cơ quan này. Một người tên Xuân Phong hỏi, không rõ trên thế giới hôm nay có quốc gia nào mà người dân phải gánh chịu cả hai đại dịch cúng tàu và đại dịch tham nhũng cùng lúc như Việt Nam mình không? Một Facebooker có nick là Người Tha Hương thì viết, trên bảo dưới không nghe, làm điêu, làm sai, chỗ nào cũng có.